cái mình của mình thì cái này là chả có quan trọng nữa, để mấy cây hoa khô thôi. Cái này là tẩy chưa? Đấy, em tẩy sơ sơ rồi. À, tẩy sơ. Tại vì các cái này là nó Mà nó chưa, đâu có nứt là nó khô mà, khô nó reng mới mà khô rồi. ha. Đến rồi này. Cả cái đống dưới đây là gốc cà phê luôn ha. Cái này thì thoải mái, cái này thì có khi là cưa ra được cả mấy trăm cái đấy chứ. Ok này. Có một ít lấy cái cây gỗ hương thứ để dưới Không, nhưng mà cũng xe. cũng khá khá nhiều này đúng không? Ví dụ cái mẫu mà cái mẫu dùng để cho nó uống nước là khả năng là được nhiều này hả? Lượng loại này thì nó không mấy cân, À. chắc nó cao cũng hợp sát này thì. Ừ. Cái này này, nó kiểu này. Cái là mình khoan bằng máy luôn hả? Rồi ok. Quay để gửi cho họ biết thôi.